Thưa quý vị, cho tới thời điểm này thì cụ Nguyễn Thị Trù sinh năm 1893, 122 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn là người mà Hiệp hội Kỷ lục Thế giới xác nhận là cụ bà cao tuổi nhất thế giới. Bí quyết sống lâu của cụ Trù rất giản đơn là ăn đúng bữa, biết thương yêu giúp đỡ mọi người, sống thoải mái để tâm hồn được thanh thản. Việc cụ Nguyễn Thị Trù thọ đến 122 tuổi là một kỷ lục hiếm có vì trên thế giới, những người cao tuổi sống đến hơn 100 tuổi vốn đã không nhiều, còn vượt qua ngưỡng 120 tuổi như cụ Trù mà vẫn khỏe mạnh là xưa nay hiếm. Theo người thân của cụ, điều quan trọng khiến cụ có thể sống lâu là nhờ tính tình thuần hậu, rộng lượng, không toan tính với cuộc đời nên lòng cụ nhẹ nhàng, tâm cụ thảnh thơi. Có lẽ với bí quyết sống giản đơn này mà tình cảm đó như sợi dây chắc chắn neo giữ cụ ở lại với gia đình, với cuộc đời cho đến ngày hôm nay.